Và đối với tôi, đây là một nữ lãnh đạo toàn tài. Và khách mời hôm nay... Xin chào các bạn, tôi là Mai Phương, nhà sáng lập kênh Alpha. Cái điều mà chị tự hào nhất ấy, đó là mình nhìn thấy các bạn đồng hành của mình, các bạn ấy thay đổi cuộc đời. Khi khởi nghiệp, khi xây dựng hệ thống với Bảo hiểm Nhân Thọ, đã đến lúc mà mình xây dựng một cái hệ thống tư vấn tài chính thế hệ mới mà có thể là được tuyển chọn khắt khe hơn, đào tạo bài bản hơn, tập trung hơn, kỷ luật hơn, để họ có chuyên môn giỏi, vững vàng với nghề nghiệp và gắn bó lâu dài, phụng sự khách hàng được tốt hơn. Chị nhận ra rằng ấy, là khi họ được giúp khai phá hết tiềm năng của bản thân mình, làm hết năng lượng của mình, và khi họ chinh phục được những cái điều mà họ chưa từng đạt được trong quá khứ, họ sẽ hạnh phúc. Và khi mình có một cái tập thể mà nhiều người làm được điều đó, thì chúng ta có một tập thể hạnh phúc.